Nhắc đến thương hiệu Philips là người dùng nghĩ ngay đến thời lượng pin. Philips W6610 cũng không ngoại lệ khi sở hữu ngoại hình bắt mắt, cùng với điểm nhấn sáng giá nhất chính là viên pin khủng đến mức hiếm có, đạt 5.300 mAh. Dung lượng pin của máy cao hơn rất nhiều so với những người anh em cùng phân khúc khác, mang đến thời gian trải nghiệm lâu hơn, bền bỉ hơn. Dung lượng pin này tương đương với dung lượng pin của một chiếc tablet tầm trung. Về thiết kế, Philips W6610 sở hữu thân hình đầy mạnh mẽ với thiết kế nguyên khối, đậm đà, cầm rất chắc tay. Mặt sau của thiết bị được phủ một lớp sơn chống bám dính, dễ chịu, giúp máy luôn được sạch sẽ và mới. Có thể vì làm cho viên pin khủng nên ngoại hình của W6610 không được thanh thoát, gọn gàng, hơi nặng và tổng thể thì có vẻ hơi thô. Mặt trước của máy có thiết kế tạm ổn với các chi tiết là camera phụ bên trái, loa thoại, cảm biến. Phía dưới là ba phím cảm ứng sẽ sáng đèn khi chạm vào. Mặt sau mới thực sự hàm hố, trông máy giống như một chiếc bộ đàm quân sự hơn là một chiếc điện thoại thông minh năm 2014. Phía trên là camera chính, đèn flash. Phần diện tích đen này là nắp đậy khe SIM, logo Philips, loa ngoài và biểu tượng công nghệ pin Xenium độc quyền của hãng Philips. Cạnh phải là nút nguồn, khe mở nắp SIM, nút tắt bật chế độ tiết kiệm pin trên máy. Cạnh trái là nút tăng giảm âm lượng, phía trên là jack tai nghe 3.5 và phía dưới là cổng micro USB với nắp đậy. Về màn hình, Philips W6610 được trang bị màn hình kích thước 5 inch với độ phân giải là 540x960 pixel. Kích thước rộng giúp bạn có thể giải trí được thoải mái hơn. Nội dung trang web, phim, ảnh được hiển thị rõ ràng và rộng, thuận tiện cho ngón tay hoạt động, giúp mắt được thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Đối với màn hình 5 inch thì tấm nền IPS sẽ là một ưu điểm lớn. Nó giúp màn hình có được góc nhìn rộng hơn, màu sắc trong và sáng hơn, thuận tiện cho việc giải trí, nhất là chơi game và xem phim. Dù là một thiết bị tầm trung nhưng sản phẩm vẫn được trang bị chip 4 nhân của MediaTek có tốc độ là 1.3 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong là 4GB. Cấu hình này hoàn toàn đủ đáp ứng hệ điều hành Android 4.2 Silicon của Google. Sản phẩm có khả năng chạy đa nhiệm tốt, việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng và các tác vụ rất mượt mà, lướt web xem phim cũng rất nhanh chóng. Với hệ điều hành Android, người dùng sẽ có ưu điểm lớn với kho ứng dụng khổng lồ do Google phát triển. Hệ điều hành có khả năng đồng bộ cao giữa các ứng dụng, việc chia sẻ, kết nối thông qua Wi-Fi và 3G thuận tiện và dễ dàng. Điểm đáng nói nhất trên thiết bị vẫn là chiếc pin Xenium với dung lượng khổng lồ 5.300 mAh, một chỉ số cao nhất nhì trên thị trường smartphone 5 inch hiện nay. Nhà sản xuất Philips đã tự tin nói rằng Philips W6610 có thể lướt web với thời lượng lên đến 16 giờ, đàm thoại lên đến 33 giờ. Đây quả là những con số thực sự đáng nể. Sản phẩm bỏ xa dung lượng pin 4.000 mAh cao thứ hai đang thuộc về Lenovo B780, đồng thời còn cao hơn chiếc tablet Asus MemoPad 10 5.070 mAh. Philips W6610 còn được trang bị một phím gạt trên cạnh máy. Nó sẽ giúp máy chuyển nhanh sang chế độ tiết kiệm pin, giúp kéo dài hơn nữa thời lượng sử dụng của máy. Hơn thế nữa, nhà sản xuất này còn sử dụng công nghệ sạc nhanh, giúp tiết kiệm thời gian sạc và thời gian chờ đợi của bạn. Philips W6610 được trang bị camera 8MP, hỗ trợ đèn flash chợ sáng. Phía trước là camera 2MP giúp bạn chụp ảnh chân dung dễ dàng, chia sẻ nhanh chóng thông qua mạng Wi-Fi và 3G. Camera phía sau chụp ảnh khá tốt kể cả với điều kiện thiếu và ngược sáng. Chi tiết, màu sắc được tái tạo tốt, có khả năng tự động lấy nét, cân bằng trắng chính xác là điểm cộng nữa cho thiết bị. Có lẽ như điểm mạnh nhất của W6610 là viên pin Xenium với dung lượng là 5.300 mAh. Xung quanh là những tính năng công nghệ mới đều được Philips trang bị cho sản phẩm, thì đây rõ ràng là những ưu điểm tuyệt vời. Nhưng cạnh đó thì việc thiết kế máy dày và chưa được cập nhật Android mới nhất của Google là khuyết điểm của sản phẩm. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút đăng ký nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.